Xin kính chào quý bà con. Trong video hôm nay, Tiên Ra Đồng xin giới thiệu đến quý bà con cây vú sữa hoàng kim nha bà con. Để Tiên quay cận cảnh cây vú sữa hoàng kim cho bà con xem nha. Thì cây vú sữa hoàng kim mà Tiên đang quay cho bà con xem á, cây này á, là nó được nhân giống từ hạt nha bà con. Cây rất là đẹp luôn nha. Cận cảnh cho bà con xem. Tiên đang quay cho bà con xem á, thì thời gian cho trái của nó từ khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm trồng nha bà con. Và đặc điểm của cây vú sữa hoàng kim này á là nó dễ trồng, dễ chăm sóc và ít sâu bệnh hại nha bà con. Và khi mà nó cho trái ăn rồi á thì nó có thể là cho trái quanh năm luôn nha. Và cái trái vú sữa hoàng kim này á, nó có màu vàng rất là đẹp mắt nha bà con. Và ngoài tên gọi là vú sữa hoàng kim thì nó còn có tên gọi khác là vú sữa vàng Đài Loan nha, hay còn có tên gọi khác nữa đó là vú sữa Abil. Để Tiên quay cận cảnh cho bà con xem. Cái bầu nó rất là chắc chắn luôn nha bà con. Và để biết thêm chi tiết về giống cây vú sữa hoàng kim này cũng như là những giống cây ăn quả khác thì quý bà con hãy gọi về số điện thoại là 0343434651 để được bên Tiên tư vấn nha bà con. Hoặc là bà con có thể kết bạn Zalo với số đó luôn á, để Tiên có thể tiện gửi hình ảnh và video những giống cây ăn quả mà bà con đang cần nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Xin chào bà con.